Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Điểm chuẩn đại học 2017 sẽ không có nhiều biến động. Gia Lai, người dân mong mỏi một cây cầu mới. Quảng Trị, bắt giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp và vũ khí nóng. Cảnh báo tình trạng ngộ độc nấm ở vùng đồng bào dân tộc. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là thông tin trong lĩnh vực giáo dục được nhiều người quan tâm. Năm nay, theo chuyên gia của các trường đại học, điểm thi tính theo các khối thi truyền thống được phân bố khá đều. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các trường xét tuyển phù hợp với phân khúc thí sinh. Chính vì thế, điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ không có nhiều biến động ở các trường tốt dưới và tốt giữa. Đối với nhóm trường tốt giữa như trường Đại học Giao thông Vận tải, nhận định về điểm thi năm nay, đại diện nhà trường cho biết, trong giải điểm từ 15 đến 20 điểm của các khối A, A1 không chênh nhiều so với năm trước. Vì thế, dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ không có biến động. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của những năm trước nếu muốn đăng ký vào trường. Có một cái số liệu để tham khảo. Thông thường các cái năm 14, 15, 16 thì các dữ liệu của các năm nó tương đối là đồng đều. Các năm trước và năm sau chênh lệch rất ít. Các bạn thí sinh muốn theo dõi và quyết định được cái điểm của mình như thế nào để đăng ký thì nên tham khảo các năm 24, 25, 26 của trường. Trong khi các trường tốt dưới và tốt giữa không có nhiều biến động thì đối với các trường tốt trên lại khó nhận định. Theo đại diện trường Đại học Bách khoa Hà Nội, do điểm số từ 26 tới 27 của hai tổ hợp là A0 và A1 nhiều hơn so với năm trước. Về mặt cơ học thì theo xu thế này, điểm chuẩn các trường tốt đầu sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, sẽ có khoảng 30% thí sinh trong số này sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội. Nên việc tăng điểm chuẩn hay không ở thời điểm này rất khó phán đoán. Tổ hợp xét tuyển truyền thống ấy thì chúng ta thấy là cái sự phân bố của điểm của khối A, khối B là những khối mà có đông thí sinh nhất ấy, là hầu như nó không khác biệt nhiều so với là năm 2016 vừa rồi. Đặc biệt tức là cái đường cong của điểm ở cái phía điểm cao ấy thì nó thoải hơn. Do vậy nên là các trường mà tốt trên, các trường mà có cái tuyển với cái điểm chuẩn cao ấy, cũng không có căn gì trong cái việc xét tuyển. Hiện các trường liên tục cập nhật thông tin phân tích dữ liệu điểm cũng như đưa ra mức điểm dự báo sát nhất so với mức điểm chuẩn. Đây là kênh thông tin tham khảo hữu ích nhất thí sinh cần lưu ý để có khả năng trúng tuyển cao nhất. Tiếp tục là thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, dị dạng động tĩnh mạch là một chứng bệnh ít gặp trong y khoa. Tuy nhiên, theo thời gian, bệnh sẽ dần tiến tới quá trình biến đổi da, loét và chảy máu. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây nên nguy hiểm suy tim cho bệnh nhân. Bệnh nhân nam Bùi Thanh M phải dắt dở giấc mơ vào đại học vì các bệnh hiếm gặp dị dạng động tĩnh mạch. Lúc sinh ra, M đã có một vết bớt nhỏ ngay mông. Khi đào vào thấy nóng ran, đến năm 20 tuổi, bệnh phát triển mạnh, khối u loét ra, sưng to như lòng bàn tay và bắn máu ra rất nhiều. M đã phải vào bệnh viện trên dưới 50 lần và phải trải qua rất nhiều lần cắt lọc, tiểu phẫu, phẫu thuật nhưng vẫn không thuyên giảm. Tôi cầm máu bằng ngoại khoa là khâu ép cầm máu và sau đó tiếp cận vào đường can thiệp nội mạch để thuyên tắc những mạch máu nó đang chảy máu. Theo bác sĩ, đây là một căn bệnh bẩm sinh và đó phát triển một cách thầm lặng. Dấu hiệu nhận biết thường là biểu hiện ngoài da bởi những cái giác, bớt màu hồng hoặc tím, có cảm giác nóng ấm ở một vùng da. Hiện không có phương pháp để cắt cửa dị tật động tĩnh mạch, nhưng để giảm nguy cơ chảy máu, chúng ta phải tránh những hành động tăng huyết áp. Ngoài ra, khi phát hiện có triệu chứng trên thì nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra tình trạng dị dạng động tĩnh mạch. Thưa quý vị, trước thông tin bạch tuộc cắn chết một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế gây hoang mang dư luận thời gian gần đây, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận để làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Trong gần một tuần qua, trên các trang báo thường xuyên đăng tải thông tin về một phụ nữ ở Thừa Thiên Huế đã bất ngờ tử vong do bạch tuộc biển cắn phải khi đi đánh cá tại vùng biển Hòn Chảo, tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp ranh với khu vực biển Đà Nẵng. Trước sự việc này, khá nhiều người dân hoang mang. Tuy nhiên, theo giáo sư chuyên nghiên cứu về loài bạch tuộc Mai Đình Yên, loài bạch tuộc đã gây ra vụ việc đáng tiếc là bạch tuộc đốm xanh có chất độc thần kinh tetrodotoxin, phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, sống sâu dưới đáy biển chứ không ở biển nông trong tầng nước. Vì vậy, bạch tuộc đốm xanh tấn công gây chết người là rất hiếm khi xảy ra ở Việt Nam. Người dân không cần quá hoang mang. Con này nó tự vệ, thì nó cắn, mà cắn thì nó tiết ra cái chất độc
ở trong nước bọt, trong nước bọt của nó, cái chất độc đó. Thì nọc độc của con này thì nếu mà xem nhìn một bài và cái nghiên cứu, người ta nói là cái nọc độc này là nó gấp mấy chục lần của cái nọc độc của cái con cá nóc. Thì thực ra mà nói thì nếu mà anh đi bơi và anh chạm vào nó bình thường thì nó không có, nó không phải là cái loài tấn công. Con bạch tuộc này nó ăn thức ăn của nó là không phải là thức ăn là những cái vật to, mà nó là những cái vật bé, con cá con rồi thì những cái động vật mà nhỏ, thế thôi, chứ còn không bao giờ nó tấn công người. Theo các chuyên gia, để phòng tránh ngộ độc hoặc gây ra những vụ việc đáng tiếc do chất độc thần kinh tetrodotoxin của bạch tuộc đốm xanh thì cần tập cách nhận biết loài này, chú ý đặc biệt đến các đốm xanh sặc sỡ trên thân của chúng. Khi thấy cần tránh xa, không dùng bạch tuộc đốm xanh để làm thức ăn. Đối với ngư dân, cần chú ý hải sản khi đánh bắt. Khi thấy bạch tuộc đốm xanh trong lưới cần tiêu diệt, nên đeo găng tay khi cầm nắm hải sản đánh bắt được trong lưới. Chuyển sang một số thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cầu Giang Trung thuộc thị trấn Công Tro, huyện Công Tro, tỉnh Gia Lai là cây cầu kết nối tuyến giao thông huyết mạch giữa đường Trường Sơn Đông với đường tỉnh lộ 667 và trung tâm thị trấn Công Tro. Qua nhiều năm đi vào sử dụng, hiện nay cây cầu này đã bộc lộ những hạn chế, gây cản trở việc lưu thông của người dân, trở thành rào cản đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hàng loạt xe tải nối đuôi nhau chờ đến lượt qua cầu. Xe máy đang lưu thông gặp xe tải đi qua, lập tức phải dừng lại và nép sát vào thành cầu. Mỗi khi có người qua lại, cầu đều có hiện tượng rung lắc mạnh. Đó là tình trạng đã quá quen thuộc với người dân thị trấn Công Tro. Cầu Giang Trung xây dựng từ năm 1998, chiều dài 180m, rộng khoảng 4m, bắc qua sông Ba. Cây cầu chỉ có một chiều, thiết kế đã lạc hậu và quá cũ kỹ, nhưng mỗi ngày vẫn phải gồng mình đưa hàng trăm người và phương tiện qua lại. Được biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần tu sửa cây cầu. Tuy nhiên, do lưu lượng xe lưu thông quá đông nên mặt cầu nhiều chỗ vẫn bị lún nước, bong tróc. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước không được đảm bảo, mặt cầu thường xuyên bị đọng nước vào thời điểm mưa lớn. Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội của huyện nghèo Công Tro, bên cạnh những giải pháp huyện đã triển khai, rất cần các cấp chính quyền quan tâm có phương án đầu tư xây dựng cầu mới hợp lý. Thưa quý vị, lâu nay nói đến cà chua thì ai cũng nghĩ ngay đến màu đỏ quen thuộc. Nhưng giờ đây, cà chua còn có thêm nhiều màu sắc bắt mắt khác. Tại Đà Lạt, vùng trồng rau lớn nhất nước, các nhà vườn liên tục bổ sung những giống cà chua mới với những màu sắc mới lạ thu hút người tiêu dùng. Vàng, sô-cô-la, hồng, đen, những màu sắc đa dạng này đang có trên những trái cà chua ở đây. Những du khách có mặt tại vườn hiếm ai có thể thờ ơ trước những trái cà chua nhiều màu sắc, hình dáng như thế. Chị thì ở xa đến thì đã thấy cái cà chua này rất là lạ và rất là đẹp mắt, mà cũng nghe người ta nói là ăn rất là ngon, rất là muốn ăn liền luôn. Mỗi màu cà chua, mỗi hình dáng là một hương vị riêng, tăng sự mới lạ cho khẩu vị của tiêu dùng. Thậm chí, những trái cà chua này có thể ăn ngay tại vườn bởi chúng được trồng trong nhà kính với quy trình canh tác hầu như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người tiêu dùng người ta đang rất là chú trọng tới những cái giống này vì nó có lợi cho sức khỏe, đặc biệt cái hàm lượng vitamin cao thì giúp cho cái việc ngăn ngừa lão hóa cũng như là đẹp da. Rau con không chỉ an toàn, không chỉ mùi vị tươi ngon mà còn phải bắt mắt. Do đó, việc không ngừng thay đổi hình thức sản phẩm theo hướng an toàn như thế này là một sự chuyển hướng tích cực trong công cuộc canh tác của người nông dân. Nối tiếp chương trình với các thông tin về văn hóa du lịch. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2017, trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2017, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát thực trạng tại điểm có thể khai thác du lịch trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành khảo sát các điểm du lịch gồm Thác Chín Tầng, Hồ Đa Mi, Thác Trượt, Thác Đầu Trâu, Suối Nước Nóng tại hai huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh. Tại các điểm này, đoàn đã kiểm tra thực trạng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường, khả năng thu hút du khách. Đoàn đã tiếp thu nguyện vọng của đại diện quản lý điểm đến về những vấn đề cần được giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện cơ sở, môi trường kinh doanh để có thể đón và phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, những điểm đến này còn rất hoang sơ, phù hợp với du lịch sinh thái và mạo hiểm cho giới trẻ. Với những điểm du lịch này, hứa hẹn tạo thêm sự phong phú cho sản phẩm du lịch tỉnh Bình Thuận. Sau khi công tác khảo sát kết thúc, trung tâm sẽ tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên đoàn, từ đó sẽ chọn lọc điểm đến có hướng đầu tư tôn tạo, mở rộng không gian, bổ sung các dịch vụ đi kèm phù hợp để tạo thành điểm đến hấp dẫn, tạo thành tour tuyến điểm đưa vào khai thác phục vụ du lịch, góp phần đa dạng hóa và làm phong phú thêm chương trình du lịch cho khách tham quan. Thưa quý vị, tỉnh Thanh Hóa vừa có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể được công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia, đó là lễ hội trò chiền Yên Định và lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của người Thái Như Thanh.
Đây không chỉ là niềm vui của cộng đồng, mà gắn với đó chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa, cũng như người dân trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên địa bàn tỉnh. Lễ hội trò chiên được tổ chức vào ngày 10-12 tháng Giêng hàng năm tại làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh, huyện Yên Định. Nét đặc sắc của lễ hội là hệ thống 12 trò diễn như trò rước cổ vàng, trò rước cổ gà, trò voi. Sau nhiều năm bị gián đoạn, đến năm 2007, lễ hội trò chiên mới được khôi phục lại. Có thể nói rằng là một cái di sản văn hóa phi vật thể của quê hương, mà nếu mà phục dựng lại được thì nó đóng góp vào cái văn hóa phi vật thể của cả nước. Hiện Thanh Hóa có 4 giá trị văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể này gặp rất nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân đối với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản là rất cần thiết. Cách hiệu quả nhất vẫn là xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, để di sản trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 7, tại quốc lộ số 15 thuộc địa phận bản Prin A, huyện Sa Mùi, tỉnh Sa La Van, Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung và Ti An ninh tỉnh Sa La Van đã bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán vận chuyển thành phần chất ma túy. Và đây cũng là thông tin mở đầu cho tiểu mục An ninh trật tự, an toàn xã hội ngày hôm nay. Khoảng 16 giờ, trong lúc tuần tra tại khu vực nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng nam gồm Bum Liên, 33 tuổi và Thao Say, 38 tuổi, cùng trú tại thị trấn Tà Ổi, huyện Tà Ổi, tỉnh Sa La Van, Lào, đang đi từ hướng Lào về Việt Nam. Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, lực lượng mật phục đã tiến hành kiểm tra đối tượng, phương tiện, phát hiện và thu giữ tang vật gồm 40.000 viên ma túy tổng hợp, một xe mô tô, hai điện thoại di động, một khẩu súng ngắn quân dụng K59, một hộp tiếp đạn và 6 viên đạn. Hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời, chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì bị bắt giữ. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao người, tang vật, phương tiện và vũ khí cho tuyến an ninh tỉnh Sa La Van để điều tra và hoàn thành hồ sơ làm rõ vụ việc. Cũng trong ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã dẫn giải đối tượng Phan Quốc Khánh, sinh năm 1980, trú quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đến địa điểm thực nghiệm hiện trường tội trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm tài sản thẻ tín dụng của khách du lịch nước ngoài. Với thủ đoạn giả vờ làm quen, tạo sự tin cậy với khách nước ngoài tên là Robert John Wynian, 72 tuổi, quốc tịch Úc, Khánh đã mượn chìa khóa lễ tân, lẻn vào phòng nghỉ của ông Robert tại một nhà nghỉ ở Đà Lạt, lấy trộm hai thẻ tín dụng mang tên Robert. Sau đó đem thẻ này tới các cửa hàng điện thoại di động lớn tại thành phố Đà Lạt, mua hai điện thoại iPhone 7 Plus trị giá 43,8 triệu đồng. Nghi ngờ Khánh có hành vi gian dối, nhân viên siêu thị điện thoại đã bí mật báo cho công an thành phố Đà Lạt. Sau 4 giờ truy xét, Phan Quốc Khánh bị công an thành phố Đà Lạt bắt giữ. Chiều 11 tháng 7, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện gần 100 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng tại kho chứa thuộc số nhà 20, thôn 20, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Kho chứa này là của ông Trần Văn Thiện ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một số lượng lớn, gần 100 tấn phân bón đã hết hạn sử dụng. Tất cả số phân bón này đều mang nhãn hiệu NBK828AB cho công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tiến, đóng tại lô D51, khu công nghiệp Tây Bắc, thành phố Thanh Hóa sản xuất. Qua kiểm tra, số lượng phân bón này được sản xuất từ năm 2013 và đã hết hạn sử dụng cách đây 2 năm. Theo cơ quan quản lý thị trường, thì để xác định số lượng phân bón này có phải là phân bón giả hay không thì phải được kiểm nghiệm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ mà chúng tôi từng đề cập. Ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố các bị cáo gồm Dương Minh Tâm, 37 tuổi, nguyên Phó Chánh Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, và Đoàn Vũ Duy, 39 tuổi, Võ Hoàng Anh, 35 tuổi, Nguyễn Trần Lưu, Lý Hoàng Minh, 32 tuổi, Hồ Công Thiện, 40 tuổi, Trần Lập Pháp, 31 tuổi, nguyên là cán bộ thanh tra giao thông các quận huyện của thành phố Cần Thơ, và hai người khác là Nguyễn Văn Cần, 30 tuổi, ngụ Vĩnh Long, Trần Thường An, 39 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, cùng bị truy tố về hành vi nhận hối lộ. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 tới năm 2016, nhóm cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ đã câu kết với Trần Thường An, Nguyễn Văn Cần, thỏa thuận với một số doanh nghiệp nhà xe để không bắt hoặc bắt nhưng chỉ phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp cá nhân sẽ giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các bị cáo nói trên, với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng một tháng và nhiều nhất là 28 triệu một tháng.
Tổng cộng các bị cáo trên đã nhận hối lộ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên Đoàn Vũ Duy tù chung thân, Dương Minh Tâm 10 năm tù, Võ Hoàng Anh 15 năm tù, Nguyễn Trần Lưu, Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện và Trần Tường An cùng 7 năm tù, Lý Hoàng Minh 9 năm tù, Nguyễn Văn Cần, Đối Tượng Cò 20 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên tịch thu toàn bộ số tiền mà các bị cáo nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước. Trong tiểu mục vấn đề hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cảnh báo về tình trạng ngộ độc nấm ở vùng đồng bào dân tộc. Thưa quý vị, lâu nay, đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi thường có thói quen đó là lấy nấm rừng làm thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, các loại nấm không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm đối với sức khỏe và thậm chí đó là tính mạng của người dân. Do vậy, chính quyền các cấp cần tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để mọi người không chủ quan với các loại nấm rừng này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Ninh Thuận. Đồng bào dân tộc Rắc Lây ở huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận thường có thói quen hái nấm rừng làm thực phẩm. Việc phân biệt loại nấm có độc hay không chỉ dựa vào thói quen và truyền miệng nên việc nhầm lẫn nấm độc là điều khó tránh khỏi. Ở tỉnh này là ông tụi nó đi rừng hồi năm ngoái là đi ăn có độc trên rừng đó, chưa chết mà nó làm một đêm đó là ối hết. Bây giờ là các anh em là đi rừng bây giờ là không ăn nữa, một lần là ăn độc là nó giảm nó biết rồi. Mặc dù ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của nấm độc, bước đầu người dân đã hạn chế dùng các loại nấm dài để làm thức ăn. Thế nhưng, vẫn còn tình trạng do thiếu hiểu biết nên nhiều người dân không biết là mình đang dùng các loại nấm có độc tố chế biến thức ăn cho gia đình. Hậu quả để lại do các vụ ngộ độc nấm gây ra rất nghiêm trọng, khiến các nạn nhân tổn hại về sức khỏe và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt nhưng là người bà con mà đi rừng, tuyệt đối những loại nấm mà lạ, đừng có ăn. Đặc biệt không rõ nguồn gốc nấm, đặc biệt giống như nấm này nè, rất độc này nè. Rồi năm nay rất độc, bà con không bao giờ ăn. Để hạn chế tình trạng ngộ độc nấm, ngành y tế và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, cẩn trọng hơn trong việc hái và sử dụng các loại nấm rừng. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở miền núi phía Bắc. Đắk Lắk, cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã xuất khẩu sang nhiều nước. Ninh Thuận khởi tố các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng qua điện thoại. Cẩn trọng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, núp bóng hàng ngoại.